Rồi bây giờ em vừa mới sắm được bộ hiệp cốt anh em ạ, mỗi bộ hiệp cốt 50 củ. Như anh em cũng biết là bộ hiệp cốt ở bên bên S3 ấy. Riêng ngọc bội là 40 củ rồi. Đấy. Quái rào. Được anh em. Quái rào ngay. Ôi, thân pháp 50 điểm cơ. Ôi, cái áo hiệp cốt này cần 50 điểm thân pháp cơ. Quái rào. Cần 50 điểm thân pháp cơ, lấy đâu ra thân pháp nhỉ? Chẳng lẽ mình cộng vào thân pháp xíu à? Cộng 25 điểm vào thân pháp à? Hơi buồn cười nhờ. Đây, từ từ. Cái mũ này. Mày phải đội cái mũ này. Đấy. Địa đây, địa đây, địa đây. Quái rào. Được chưa? Đội cái mũ này vào. Bỏ gáo này đi. Bỏ dây chuyền này đi. Trả cái dây chuyền em đang mượn anh em ạ. Thì bỏ cái nhẫn nào nhỉ? Nó còn một cái nhẫn nữa cơ mà. Từ đây đây đây. Xem hai cái nhẫn này nhẫn nào ngon hơn. Em vừa mới sắm được một cái nhẫn. Đâu rồi? Chờ chờ một chút. Ép một món thân pháp 20 á. Tốn huyền tinh quá. Đây. Rồi xem cái nhẫn này 24. 24 sinh lực nội lực nhẫn này ngon hơn. Nhẫn này ngon hơn, nhẫn làm chậm 40 này đưa cho 5 độc đi. À, bây giờ sẽ mặc như thế nào nhỉ? Bây giờ là sẽ hoán đổi ngoại trang lại nhìn cho nó chất đúng không anh em? Bây giờ em sẽ từ từ lấy 500 xu với cho nó 500 vạn. Đấy, hoán cái ngoại trang của nó thành cái non lá đội cho nó chất. Đấy. À, thằng này vứt xong mấy cái này cho thằng chính luôn. Đấy, quái rào ngay. Nó phải ok chứ, ăn đi vần cho em chưa ăn anh ạ. Cần 50 thân pháp mà mình, tại vì em còn phải tháo ra tháo vào liên tục mà, nên là em nghĩ là chắc là phải ăn thân pháp cho nó thôi. À, từ từ bình tĩnh nhá. Nên em lên hai ạc cùng một lúc luôn. Từ từ. Đây. Lại đi bay bê. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bay bê. Ôi, hình như ạc này còn chưa lên đảo lần nào ấy chứ. Hình như thiếu 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 lâm của em không biết lên đảo chưa. Đây, nó còn 3 viên này. Trời đất ơi. Hình như đang còn lượt lên đảo free chứ. À, mất rồi. Từ để xem nhé, bây giờ là phải đi chỉnh sửa quả ngoại trang đó. Đây. Chạy đây. Hãy đưa ta đi ngọn núi Trường Bạch. Rồi. Cho Thiếu Lâm đội quả non lá nhìn cho nó chất chơi người rơi anh em nhỉ. À. Xem trước hiệu ứng, đầu khôi là phải là trúc lạp đúng không? Đúng không? Rất vừa vặn, hãy làm nhanh cho ta. Đội quả nón này có ok không anh em? Mặc hiệp cốt đội nón này có ok không? Mặc hiệp cốt đội nón này thì binh chi linh cho Thiếu Lâm không? Việc gì phải xài đồ tím nhỉ? Đúng không? Trong khi mình trên ra một cái mũ như thế này. Đúng không? 20, 21, 40 luôn. Ăn 20 cái điểm sinh khí luôn anh em. 20 điểm sinh khí cho Thiếu Lâm là một điểm sinh khí của Thiếu Lâm là hình như là 7 máu. Đúng không? Nếu em nhớ không nhầm. Điểm tiềm năng này. Tiềm năng hệ kim là 8 máu cơ. 8 nhân 10 là 80 là 160 máu ở 20 điểm sinh khí này. Đúng không? Nó đâu có thua mũ tím đâu. Nó thua 4 điểm khai hỏa mũ tím thôi. Nhưng mà máu thì nhiều hơn. Búc luôn nhân gì nữa. Đẹp trai luôn. Đấy. Từ từ bây giờ về 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 đã. Rồi. À, Thành Đô. Rồi bây giờ lên đảo được chi nhỉ? Lên đảo được chi nhỉ? Lên đi chứ còn gì nữa. Đầu tiên là muốn mặc cái áo này mình phải tăng 50 điểm thân pháp đã. Rồi, đành phải chấp nhận đây anh em ạ. À, 25 điểm. À không, mình mình có nhẫn. Mình bây giờ mình kiếm một cái nhẫn, từ từ để em xem có nhẫn thân pháp nào cao cao không nhỉ. Em có một cái nhẫn thân pháp 11. Có một cái nhẫn thân pháp 11, thế thì mình chỉ cần là bây giờ là mình từ từ mình bỏ nhẫn này ra. Mình 25 thân pháp, mình có một cái nhẫn 11. Nghĩa là lên 36 thân pháp là mình cộng 14 điểm thân pháp nữa thôi. Là ok, đúng không? Sức mạnh thì mình tăng 215 điểm, thêm 10 điểm nữa để đội cơ đầu. Rồi. Là ok.
Từ bây giờ cứ tăng đủ 50 đấy, mặc mặc set đồ cho binh chia linh đấy. Úi giời ơi, nó là cứ phải gọi là, đúng không, nhìn nó lại là binh chia linh luôn. Bây giờ phải kiếm cái bao tay thủy anh em ạ, kiếm cái bao tay thủy hoặc là bao tay phòng thủ vật lý, đúng không, hoặc là bao tay phòng thủ. Đeo kháng lôi làm cái gì, đúng không, đeo kháng lôi làm cái gì, để lời du thêm buồn. Đeo mấy cái này làm cái gì, cứ từ từ, cứ từ từ, được chưa, ok chưa nhỉ, đi cái quả giày này hơi đần. Từ 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 từ, như thế này là ok đấy. Bây giờ từ từ tẩy lại này, tẩy lại cái này là 225. Ơ nhầm nhầm nhầm, ờ đúng, 224 chứ, cái này là 24 điểm sức mạnh à, hết kim à, hết kim à. Thế thì mình việc gì mình phải ấy nhỉ, thôi mình cứ cộng đi mặc cho nó thoải mái, đúng không, 11, 10, 14 điểm à, rồi 21 điểm sinh khí, thế thôi là đủ trâu rồi, đúng không, là ok đúng không anh em. Uầy, thế thôi, xong sen nữa cầm 89k máu là binh chi linh rồi, là con này nó cũng cục đất rồi, đúng không anh em, cũng là binh chia linh rồi. Xem bảng kháng à, bảng kháng này cũng hơi đần nhỉ, bảng kháng này không có kháng tất cả, thì dây chuyền nhìn hơi đần, nó cũng không sao đâu anh em ạ. Cái này cũng ok rồi, về thay cho nó bao tay. Bây giờ mức làm chậm của nó bây giờ đang là bị thiếu làm chậm anh em ạ, bị thiếu làm chậm, đeo bao tay làm chậm phòng thủ vật lý vào, vứt cái kháng lôi đi. Sao không nâng 285 sức mạnh cho lên lực tay luôn á? Ok anh, nếu anh muốn đơn giản. 224. Ok chưa? Ok chưa? 240, ok chưa? Đấy, thế là ok đúng không? Bây giờ là khả năng là em sẽ như này. Rời khỏi đảo. Rồi. Chờ một xíu em sẽ như thế này cho con thiếu lâm liệu có ok không nhỉ, nhìn nó chất chơi người rơi đúng không anh em. Thiếu lâm này việc đách thì cần kháng lôi, đeo cái bao tay 40 11 hôm đập xịp đi đúng không, nhìn như nó kinh khủng, kinh khủng tởm luôn nhỉ? Được không anh em, quái xào được chưa, quái xào nhìn nó kinh khủng tởm chưa, quái sải thiếu lâm nó phải như thế này, quái rào luôn đúng không, được không anh em. Ôi, chưa, ôi, con này mình còn chưa mở, chưa mở dương cơ, mở cho nó cái dương phụ đã, chém được chưa, chém được chưa, thế này đủ chém chưa, như này chém cũng khối khối anh phải gục ngã đấy anh em ạ, khối anh phải gục ngã đấy, được chưa, ngoái rào ngay vũ được không. Đây, để em kiếm kiếm cái giày xanh cũng được, từ từ bây giờ để em lấy cái nhẫn thân pháp đã, không quên mất đấy, để thi thoảng kích đồ lấy nhẫn thân pháp cho nó, đây cái nhẫn thân pháp 11 đấy, ví dụ cần kích đồ là đeo cái nhẫn thân pháp này vào đấy, để lấy 50 thân pháp là mặc được cái áo đấy, thì cần kích như thế thôi. Nhẫn làm chậm 40 này khả năng là không xài nữa. Không xài nữa thì ném về cho con 5 độc. Rồi ok. Rồi chúng ta hãy cùng nhìn bây giờ là có 70 choáng, 80 chậm. Nhưng mà cái độ phòng thủ vật kháng lôi thì khá kém. Kháng tất cả có 5 thôi. Được. Ok, binh chỉ linh anh em nhá. Thế là xong một acc đúng không? Ok anh em.